Em chào tất cả anh em nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 7 ha. Em lên cho anh em xem một số máy ha. Còn một số máy bên cửa hàng em nhé. Anh em nào cần cứ liên hệ em nhé. Hàng không ra giờ em cũng đóng cho anh em ở xa rồi là cũng nhiều rồi. Anh em nào mà có nhận hàng vì hôm ra giờ mưa bão á, anh em thông cảm là hàng đi hơi chậm anh em ha. Có gì anh em thông cảm. Hôm nay em lên cho anh em một số máy này, là anh em nào chốt thì liên hệ em ha. Con này con ơi 850 anh em ha. Máy này đẹp cực kỳ ha. Áo nó hơi nhăm nhăm nhẹ một chút xíu anh em. Áo nhăm nhẹ nha. Ơ 850 bét kim anh em nha. Nó là bét kim nha. Bao kim cho anh em nha. Bao chất lượng cho anh em ha. Nó còn dè bầu dè ha. Con này là con Mitsu 85 ha. Con này em đăng nhiều lần rồi mà chưa bán được con này. Không biết sao Mitsu 85 rất là khó bán ha. Là anh em nào cần liên hệ em, Mitsu 85 còn nhiều lắm. Con này Mitsu 7 ha. Mitsu 7 này anh em nào cần liên hệ em nha. Máy là bao nguyên gin, bao chất lượng cho anh em nha. Con nó rơi tầm cỡ 6 triệu anh em ha. Con này là R65 6,5 triệu anh em ha. Áo nó hơi xấu, áo chút xíu. Mitsu 85. Con này EA10 có đề anh em ha. Máy có đề EA10 mà đẹp cỡ này thì nó giá hơi cao anh em ha. Con này là Kubota này C800 anh em ha. Ha. Máy bề ngoài nó hơi xấu xấu nhưng mà chất lượng máy là bao gin nha anh em nha. Nó bảo bậy lâu nó vậy anh em. Thùng dầu nó còn sáng tươi anh em ha. Thùng dầu trong còn rất là sáng ha. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem một con máy đẹp này ha. Con này con NS SSA50 bật đạn anh em ơi. Hôm kia có ông anh Tiền Giang trả mà chưa tới giá này, ha. Em không bán được anh nha. Giá bây giờ không có giá 4 triệu mấy nữa anh em ơi. Vì bật đạn mà 50 mà bật đạn mà 4 triệu mấy là không bao giờ có. Rồi con này em chốt cho anh em là nhanh lẹ ha. Rồi 5 triệu 3 ship. Ok. Test cho anh em xem một cái ha. Chất lượng nha. Bao cái chất lượng nha anh em ha. Anh em khỏi suy nghĩ. Máy này thật sự nó không có chắc anh em ha. Bao dưỡng ha. Rồi anh em là chốt nhanh lẹ ha. Bao ship cho anh em nha. Em bao kinh cho anh em nha. Bao kinh tuyệt đối cho anh em luôn ha. Bô nó còn sẵn cho ăn ha. SSA50 bật đạn nha. Em dội dưới này thấy cho anh em ơi. Cái lốc dưới này nó còn sắt chang không? Thấy chưa? Rồi anh em mà chúc nhanh lẹ em ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua ha. Rồi chào anh em ha. Hôm qua con ơ 7 giờ lại bán mới tiêu anh em. Ơ 7 có đầy rồi về bán rồi.